Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện mà bé lái ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cho một cái series mới của kênh của mình đó là series về các kỳ án có thật trên thế giới nha các bạn thì để bắt đầu cho cái series này cái câu chuyện hôm nay mình muốn nói là về một cái kỳ án xảy ra tại Hồng Kông Nhắc tới Hồng Kông thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ đến những cái bộ phim kiếm hiệp Những cái bộ phim xã hội đen rất là hay và cuốn hút Nhất là với những cái lứa mà 8X, 9X hồi xưa là đa số là coi phim Hồng Kông không Thì nếu như các bạn mà thích phim Hồng Kông và hay là thích truyện kiếm hiệp của Kim Dung Thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến cái nhân vật Vi Tiểu Bảo trong cái bộ truyện Lập Đỉnh Ký đó các bạn thì vi tiểu bảo trong người lúc nào có hai ba cái bảo vật nhưng mà trong đó có một cái bảo vật mà hắn xài thường xuyên đó là cái hóa thi phấn cái hóa thi phấn nó có tác dụng là khi giết người xong chỉ cần rắc lên cái vết hở của cái vết thương ví dụ đâm chỗ nào rắc cái phấn nó lên thì cái xác nó sẽ tự động bị tiêu quỷ bốc lên không khí không còn gì luôn người ta gọi là hủy thi thì cái cái phấn nó gọi là hóa thi phấn Thì cái đó là trong truyện, trong phim thôi Còn vụ án mình sắp sửa kể cho các bạn nghe Nó đã gây chấn động cách đây khoảng chừng hơn 32 năm Khoảng năm 1989 Nó cũng là một cái vụ hủy xác Nhưng nó gây rợn ở chỗ là nó là có thật Và thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn Cái nạn nhân của vụ án này là một cô nữ tiếp viên hàng không được đánh giá là tài sắc vẹn toàn nhưng mà xui một cái là lại yêu phải một người đàn ông chăn hoa lòng lan giả sói để vướng vô một cái mối tình tay ba và cuối cùng là cái chết nghiệt ngã nhưng cái điều mà làm cho cái xã hội hồng kông thời điểm năm 1989 càng trở nên bàn hoàng đó là những cái rùng rợn ở trong cái vụ án này là một và hai là cái kết cuộc của cái vụ án này cho nên là suốt bao nhiêu năm Mỗi lần nhắc đến vụ án này Là người ta đều có cái cảm giác rất là bàng hoàng là như vậy Câu chuyện nó như thế này Vào năm 1989 Có một nữ tiếp viên hàng không Của hãng Cathay Pacific Tên là Quỳnh Tử Quân Năm đó thì cổ 28 tuổi Cổ được mệnh danh là một nữ tiếp viên tài giỏi và xinh đẹp Các bạn biết rồi Ở cái thời điểm đó Cái hãng bay đâu có nhiều đâu Để được tuyển vô làm tiếp viên hàng không là vừa phải giỏi ngoại ngữ nè phải qua đào tạo chuyên môn và đặc biệt là dáng dấp hình dáng là phải đẹp nữa chứ không có khơi khơi mà mà con ông cháu cha mà xin vô được đâu các bạn hồi xưa người ta tuyển phi công là một tiếp viên hàng không là cực kỳ gây gắt trong cái tuyển chọn từ cái khâu hình thể đến sức khỏe đến chuyên môn và trình độ ngoại ngữ các bạn thì cái cô quỳnh tử quân này được đánh giá là một trong những người đẹp nhất mà giỏi nhất trong cái dàn tiếp viên hàng không của cái hãng Cathay Pacific thời điểm đó và cái thời điểm đó với cái nhan sắc đó với cái tài năng đó thì cô ta có rất là nhiều người đàn ông đeo đuổi tuy nhiên thì cô ta không có nhận lời của một ai hết bởi vì cô ta đã đem lòng yêu một cái người tên là quỳnh đại dĩ đáng lẽ ra thì như bao nhiêu người mà lẽ thường người ta nhìn thấy người ta nói cái cái anh quỳnh đại dĩ này rất là là may mắn khi mà có được người yêu như tử quân vừa một người vừa đẹp nè vừa giỏi nè lại nghề nghiệp cái nghề đó rất là được nhiều người người ta tôn trọng và mong ước nghề tiếp viên hàng không thời điểm đó các bạn nhưng mà đúng là cuộc đời nó tréo ngoe lắm được là được như vậy nhưng mà đại dĩ thì lại là một người cực kỳ chăn hoa anh ta bay bướm chăn hoa lắm Cặp hết cô này đến cô khác Thì cái cô gái tử quân này không phải là không biết đâu Cái gì cũng vậy thôi Trong cây kim trong bọc sớm muộn gì nó cũng lòi ra Đã vậy cái tính của ông này là nổi tiếng như vậy rồi Thì tử quân cũng biết đó Nhưng mà có lẽ gì Quá yêu thương đi Quá yêu thương cái anh này Cho nên là cũng mắt nhắm mắt mở Rồi giống như là không thấy vậy đó Ở trong lòng thì cũng đau lắm Nhưng mà Giống như vì tình yêu cho nên Vì yêu của nội này quá cho nên là Cũng không có đã động gì đến cái việc đó Để mặc cho Cho thằng khứa này cứ chăng hoa vậy đó Rồi đến một ngày vào khoảng tháng 5 Năm 1989 Thì khi mà tử quân chuẩn bị Lên hãng bay để đi làm Thì nhận được một cuộc điện thoại của một người Nữ tự xưng tên là Du Linh Cô ta nói cô ta là bạn gái mới của Đại Vĩ Là bồ của, của của tử quân đó và từ sau cái cú điện thoại đó thì đồng nghiệp của cô ta bạn bè của cô ta gia đình của cô ta không còn thấy tử quân ở đâu hết và cũng không biết tử quân đi đâu và làm gì hết Bảng hai ngày sau thì cảnh sát hồng kông nhận được một cái đơn tố giác của người dân xung quanh đó về việc một cái ngôi nhà có cái kiến trúc kiểu tây ban nha ở tại cái quận Sa Điền, Hồng Kông Phát ra những cái mùi hôi thối kinh khủng Sau khi nhận tin thì cảnh sát lập tức đến đó Tại cái căn nhà nhỏ đó thì người ta phát hiện ra nó có 3 tầng Và người ta vô đến tầng 2 Thì phát hiện có một lượng cocaine nhỏ ở đó Rồi khi người ta lên tới tầng 3 Thì phát hiện ra một cái rương sắt Khi mở cái rương sắt ra thì thấy một cái xác chết không còn nguyên vẹn thịt trên người gần như đã bị hủy hết bởi cái chất axit và hóa chất nằm trong cái thùng đó chỉ còn lại bộ xương và một cái đầu lâu ở trong đó thôi còn thịt thà là nó rửa ở trong đó hết trơn luôn rồi thì sau đó cảnh sát mới đem về để tiến hành khám nghiệm tử thi trong quá trình mà cảnh sát thu thập cái lời khai của những người xung quanh cũng như điều tra thì hai cái đối tượng nghi vấn nhiều nhất chính là quỳnh đại dĩ và cô bạn gái mới du linh những người xung quanh đó, người ta thấy được ba cái người này vào căn nhà đó và nghe được cái sự cãi vã to tiếng của cả ba người cho nên cảnh sát không có khó gì để mà khoanh vùng những cái người có liên quan và lập tức bắt cái cặp đôi này về để điều tra trong quá trình điều tra cả đại vĩ lẫn du linh đều nhận là mình đã giết quỳnh tử quân theo lời khai của cái cặp đôi này du linh hẹn tử quân đến để nói chuyện rõ ràng muốn là tử quân rời xa đại vĩ đi để lại cho cô ta có nghĩa là không có muốn cặp tay ba nữa không có thích chơi bùng binh nữa mà muốn tử quân ra đi đi còn một mình mình quen đại vĩ thì dĩ nhiên rồi, tử quân rất là thương đại vĩ mà đâu có cái chuyện đó được, cãi lộn qua lại. nhưng mà cái lúc đó thì đại vĩ có vẻ như là binh vật du linh chứ không có binh vật tử quân mà cũng giống như cũng muốn dẹp tử quân qua một bên này đó, cho nên mới xảy ra xô xát và cuối cùng thì hai người này đã giết chết tử quân theo lời khai của họ là như vậy và vì à, lo sợ bị phát hiện cho nên hai người này mới bỏ cô ta vô cái thùng sắt bỏ cái thi thể của tử quân vô cái thùng sắt sau đó là đi mua axit và một số loại hóa chất nữa hóa chất gì thì người ta không nói đổ hết vô cái thùng đó với cái hy vọng là làm cho cái thi thể của tử quân rã ra hết coi như là phi tan luôn phi tan cái xác luôn để hòng tránh tội thì sau đó sau lời khai và quá trình điều tra Thì cả hai người Huỳnh Đại Vĩ với Du Linh Đều bị kết án tử hình Vì tội giết người và phi tan thi thể Tuy nhiên Thì sau đó cả hai người này Đều làm cái đơn kháng cáo Và nó có một cái bất ngờ Là vào tháng 8 Năm 1992 Là sau 2 năm khi mà cái vụ án nó xảy ra Thì cái lời khai Của Du Linh lại có sự thay đổi Lúc đó Du Linh lại nhận toàn bộ cái tội lỗi là do một mình mình làm thôi Có nghĩa là chỉ có một mình Du Linh ra tay giết chết tử quân Cũng như là bày cái cách thả vô thùng rồi đổ axit và hóa chất vào để quỷ sát Cô ta khẳng định mọi thứ đều là do cô ta làm Không có liên quan gì đến Quỳnh Đại Dĩ hết Còn về phía Quỳnh Đại Dĩ thì cũng nói rằng lúc đó cũng nói rằng mình vô tội mọi thứ đều là do du linh chủ mưu và thực hiện tất cả rồi không biết bằng một cái cách nào đó thì những cái bằng chứng kháng cáo lại thuyết phục được tòa án thời điểm đó và cho rằng lời khai của du linh là thật quỳnh đại dĩ không có liên quan đến vụ giết người này hắn chỉ bị buộc cái tội là đồng phạm trong cái việc phi tan thi thể thôi cho nên cái mức tù chỉ là 2 năm đối với Quỳnh Đại Dĩ Đã vậy còn cho hưởng án treo và được tại ngoại nữa Rồi cũng chả biết bằng cách nào Mà Du Linh từ cái bản án mu sát và phi tan thi thể Sau đó được đổi thành ngộ sát Cô ta chỉ ngồi tù cũng 2 năm và được tại ngoại vào năm 1994 vụ án này nó được đưa tin rộng rãi trên khắp các mặt báo ở hồng kông ở thời điểm đó bởi vì cái thủ đoạn nó quá là tàn bạo và đê hèn đi giết người rồi phi tan xác bằng axit bằng hóa chất làm cho người dân hồng kông thời đó rất là phẫn nộ và người ta còn phẫn nộ hơn nữa khi mà cái mức án đối với hai cái kẻ giết người này nó lại quá nhẹ nhàng như vậy Tại vì nội cái thời gian tạm giam điều tra không nó cũng đã 2 năm rồi Mà các bạn biết rồi khi án được thành lập thì người ta tính luôn Từ cái khoảng thời gian tạm giam cho đến khi xử án Coi như xử một cái xong hai người đó được tự do luôn Mà trong cái thời gian tạm giam đó nha Thì cái tên đại vĩ này đúng là gọi là đào hoa gọi là có số luôn Cô được một cái người quản giáo trong đó có tên là Sally cái cô Sally này mỗi lần ra tòa Với vị hôn phu của cổ lúc đó cưới nhau luôn Thì cả quỳ lại trước tòa Một mực nói là chồng mình là vô tội Mà mới quen biết ở trong tù thôi đó Một người làm quản giáo Một người làm tù nhân đang bị tạm giam Sao mà nó cua được luôn hay thiệt Nhưng mà tất nhiên cái mối tình đó Thì nó cũng kéo dài không lâu Khoảng chừng mấy năm sau khoảng năm 98 Thì hai người cũng chia tay thôi Sau cái vụ án đó xảy ra Gây bức xúc cho người dân Hồng Kông như vậy Thì những cái người làm phim ở Hồng Kông Người ta đã làm hai bộ phim có liên quan và dựa trên cái sự thật của cái vụ án này Hai cái bộ phim đó thì một bộ phim tên là Vẫn là Đàn Bà Còn bộ phim thứ hai tên là Legal Innocent Sản xuất vào năm 1993 Hai cái bộ phim này là dựa trên những cái tình tiết của cái vụ án này Thì lúc đó nó đại vĩ Hắn muốn bỏ tiền ra Để được làm việc với cái đoàn làm phim này Hắn nói là muốn cung cấp những cái tình tiết vụ án Để nói chung bộ phim người ta làm sao mà để theo cái hướng mà hắn vô tội á Thì đạo diễn của bộ phim này không có đồng ý chuyện đó Và nói rằng những cái gì trong cái quá trình điều tra cũng như trong cái báo chí đăng là đã đủ tư liệu làm phim rồi Cho nên không nhận tiền của hắn và cũng không nhận cái sự gọi là đóng góp ý kiến của hắn Thì cái bộ phim nó diễn ra nó đi theo một cái hướng là khẳng định cái tên Đại Vĩ là cái nhân vật ở trong cái phim là có tội Cho nên sau này cái đoàn làm phim Cũng bị hắn gửi đơn kiện Tuy nhiên vụ kiện nó thì nó cũng không đi tới đâu Và sau cái vụ án mạng đó Thì cái ngôi nhà đó Người ta truyền tay nhau rằng nó bị ma ám Có một cái nhà truyền giáo Cùng với vợ của ông ta đang mang thai Không biết cái chuyện mà có người chết và bị hủy xác tại cái căn nhà đó Cho nên đã thuê căn nhà đó để ở Thì khi mà họ dọn về đây ở Thì ngay cái ngày đầu tiên á, Đã thấy có những cái gì đó Một cái cảm giác gì nó cứ lạnh 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 trong người Nó kỳ cục lắm Thì cái cái người truyền giáo này người ta thấy Nó cũng có một cái điều gì đó bất thường Thì ổng cũng liên tục cầu nguyện Đọc kinh rồi này nọ Nhưng mà nó không có tác dụng Hai vợ chồng thường xuyên thấy Có những cái hiện tượng giống như là Cửa tự mở tự đóng Ban đêm mà đang ngủ á, Thì hay bị đánh thức bởi những cái âm thanh lạ lắm Mà âm thanh đó Nghe giống như cái tiếng rên rỉ Của một cái người nữ Người ta đồn là giống như cái hồn ma của tử quân Là vẫn còn ở đó Cho nên sau thời gian đó Thì hai cái vợ chồng nhà truyền giáo đó Không có dám ở nữa Chấp nhận coi như là bỏ tiền cọc Rồi dọn ra khỏi căn nhà đó luôn còn căn nhà đó tới nay hình như là bỏ hoang chứ cũng không ai dám thuê ở đó nữa thì câu chuyện đến đây là kết thúc cái vụ án rất là thương tâm đối với một người nữ tiếp viên hàng không mà trẻ đẹp mà tương lai đang sáng lạng và có một cái tình yêu nồng cháy như vậy mà tuy nhiên thì bởi vậy ta nói yêu bằng con tim hay là yêu bằng lý trí bằng con tim nhưng cũng phải có kèm lý trí nữa hai cái đó nó nên song song đi tự nhiên cái biết người ta là đã ngoại tình rồi mà vẫn chấp nhận cái mối tình tây ba thậm chí tây tư đó người ta không có thực sự yêu mình tình yêu nó không đủ lớn thì người ta mới yêu người khác chứ thì nếu mà cổ mình dũng cảm một chút xíu dẹp mẹ cái thằng đại dĩ này đi thì có lẽ đã không dẫn tới cái chết thương tâm như vậy Ồ, chết gì một người không đáng phải chi chết vì cái người mình yêu thương mà người ta yêu thương mình thì cái chuyện nó cũng cho là đáng đi còn cái này vì một cái kẻ bội bạc mà tự nhiên mất đi sinh mạng của mình nó cũng là một bài học cảnh tỉnh cho rất là nhiều bạn trẻ khác ok video đến đây là kết thúc các bạn nào mà có những cái chuyện ma những chuyện kinh dị hoặc là những cái gì đó nói chung là mỹ là mang hơi hướng kinh dị càng kinh dị càng tốt mà muốn mình kể trên kênh của mình thì có thể gửi chuyện cho mình theo những cái đường link mình để bên dưới nhé còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau